Dạ, Liêm Nguyễn mến chào quý bà con và các bạn đến với nhà vườn của chị Hương Đoàn nha. Hôm nay clip là clip cuối năm của năm 2023 nha bà con. Clip cuối cùng rồi. Hy vọng bà con mình chốt ủng hộ nhà vườn để có cái lô phôi về đến tay bà con mình. Nhà vườn ăn Tết cũng vui vẻ nữa. Sau đây mời bà con và các bạn cùng giao lưu với nhà vườn chị Hương Đoàn nha. Rồi, em chào anh Liêm, em xin chào cô chú anh chị. Năm nay là lô cuối cùng của nhà vườn Hương Đoàn em nha. Hôm nay là ngày 29 rồi đó cô chú anh chị ơi. Nhà vườn của em là bán bữa là cuối năm rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị có ủng hộ em thì qua số là 0939421599. Dạ, nhà vườn em thì bán lại vào ngày mùng 5 Tết nha cô chú anh chị. Mùng 5 Tết là em mở hàng á. Mà trong ví dụ mà em không có quay clip á, mà cô chú anh chị có muốn chốt phôi ngoại thì cứ alo Zalo cho em nha. Rồi em sẵn sàng là bán những cây ngoài cho cô chú anh chị, để cô chú anh chị mình qua Tết nhận hàng nha cô chú. Chúc cô chú anh chị mình năm mới làm ăn phát tài vui vẻ nha cô chú. Trước tiên là em vô cây mã số 1, có hoành cỏ là hoành 34 ạ. Sổ đế là 50. Cây quán quéo luôn nè cô chú anh chị ơi. Một cây dáng cũng rất là đẹp nha cô chú. Cây mã số 1 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580 bao ship nha cô chú anh chị. 580 bao ship cho mã số 1 ạ. Tiếp theo là em lên cây mã số 2 cô chú anh chị. Hoành cổ là hoành 24. Sổ đế là 47 luôn cô chú ơi. Cây mã số 2 này một cây rất là dễ thương luôn á cô chú anh chị. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 240 bao ship nha. Những cái cây phôi ngày hôm nay là em vẫn ship bình thường nha cô chú anh chị. Vẫn ship trước Tết cho cô chú anh chị mình kịp nhận trước Tết á. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm mà chốt đơn ạ. Cây này là cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 có hoành cổ là hoành 28, sổ đế là 45 luôn ạ. Cây này cũng to lực lưỡng nha cô chú anh chị. Cây này có chi tàn rất là đẹp nè cô chú. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 380 bao ship nha cô chú. 380 bao ship cho mã số 3. Tiếp theo em lên cây mã số 4. Mã số 4 có hoành cổ là hoành 20 ạ. Sổ đế là 55 luôn. Cây này có cái chi ở trên đẹp nè cô chú. Cây này nói gì chứ ghép đẹp lắm nha cô chú. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 260 bao ship cho mã số 4 nha cô chú, 260 ạ. Cây này là cây mã số 5 nha. Mã số 5 nha cô chú anh chị. Có hoành cỏ là hoành 24, cây này gục đầu luôn nè cô chú anh chị ơi. Sổ đế là 52 luôn. Nha, một cây gục đầu. Giá này cũng được ha, giá này cũng được ha. Cây mã số 5 em giao lưu là 350 bao ship nha cô chú anh chị. 350 ạ. Tiếp theo là em lên cây mã số 6 ạ. Hoành cỏ là hoành 23. Sổ đế là 48 luôn. Cây này củ đế đẹp mà đứng vững luôn nè cô chú anh chị ơi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k nha. 300k bao ship ạ. Tiếp theo một con rễ nè. Một rễ quái nè cô chú anh chị ơi. Cây này là cây mã số 7, có hoành cổ là hoành 18 ạ. Sổ đế là 50 luôn. Cây một rễ quái nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng mềm dễ mua luôn, 250 bao ship ạ. 250 nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây mã số 8 nha cô chú. Hoành cổ là 33, sổ đế là 50 luôn. Cây này cũng có cái cốt ở trên bự rồi cô chú, chia tay ra đều nè, cây này ghép đẹp nè. Cây này là cây mã số 8, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 370 bao ship nha cô chú anh chị. 370 bao ship nha. Cây này cây mã số 9 nha cô chú anh chị. Có hoành cỏ là hoành 26, sổ đế là 40 luôn. Cây này là cây mini dễ thương nè cô chú anh chị ơi. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 200k bao ship nha cô chú. 200k bao ship, dáng đứng rất là vững luôn ạ. Cây này là cây mã số 10 nha cô chú. Hoành cỏ là hoành 24 luôn. Sổ đế là 45. Cây này đứng gì nè cô chú anh chị ơi. Cây mã số 10 giao lưu với cô chú anh chị mình là 250 bao ship thôi. 250 thôi nha cô chú. Cuối năm mình bán giá mềm mềm cho cô chú anh chị mình dễ mua luôn. Cây này cây mã số 11. Hoành cỏ là hoành 27. Sổ đế là 45 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này cũng có chia tay đẹp nữa nè. Ôi, dòm kỹ lại con này đẹp nha cô chú. Có cái mình gù lên luôn nè. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 380 bao ship nha cô chú anh chị, 380 bao ship cho mã số 11 ạ. Cây này cây mã số 12 nha cô chú anh chị, hoành cổ là hoành 27, sổ đế là 40 luôn ạ. Con này có cái mình đẹp nè cô chú, chỗ này đẹp nè. Cây mã số 12 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 320 bao ship nha cô chú, 320 bao ship. Tiếp theo em lên cây mã số 13. Cây này dáng hơi quái nè, hoành cổ hoành 23, sổ đế là 48 luôn cô chú anh chị ơi. Có cái cốt lên cũng đẹp nữa nè. Cây mã số 13 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 240 bao ship ạ. 240. Cây này cây mã số 14 hay cô chú anh chị, con này cũng to nha. To dáng đứng luôn nè. Mã số 14 có hoành cổ là 34, sổ đế là 45 luôn cô chú anh chị ơi. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k nha cô chú anh chị, 400k bao ship cho mã số 14 nha. Con này con mã số 15 nha cô chú anh chị, hoành cổ là hoành 27, sổ đế là 40 luôn. Con này cũng có cốt lên nữa nè cô chú. Con này ghép đẹp nè, con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k nha, 300k bao ship, cái mình nó đặc quẹo luôn nha cô chú, 300k. Tiếp theo lên cây mã số 16 nha cô chú anh chị, vành cổ có 25 mà, sổ đế là 46 luôn. Con này có cái tàn rất là duyên luôn, cái mình nó thì hơi quá lắc lượng luôn nha cô chú anh chị. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 280 bao ship nha cô chú, 280 bao ship cho mã số 16 ạ. Một con quái có tàn. Cái này cái mã số 17 nha cô chú anh chị. Mã số 17 có hoành cổ là hoành 20 ạ. Sổ đế là 60. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 240 nha cô chú. 240 bao ship cho mã số 17 nha cô chú anh chị. Cây này là cây mã số 18 nha cô chú anh chị. Mã số 18 có hoành cổ là hoành 25 luôn ạ. Sổ đế là 57 luôn cô chú ơi. Con này có cái mình nó rất là đặc luôn, gồm có hai cái gởi đang xen vào nhau luôn nè cô chú. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k bao ship nha cô chú. Ồ 380 thôi cô chú ơi, giảm cho cô chú anh chị mình mua luôn 380 thôi. Cho mã số 18 380 ạ. Cái này cây mã số 19 nha cô chú anh chị. Mã số 19 có hoành cỏ là hoành 29, sổ đế là 46 luôn ạ. Con này cũng cái mình của nó lên gù cục đẹp này cô chú anh chị ơi. Mặt tiền rất là đẹp luôn cô chú. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350 nha cô chú, 350 bao ship nha. Cây này là cây mã số 20 nha cô chú anh chị. Có hoành cỏ là hoành 30 luôn ạ. Cây này sổ đế là 45 nha cô chú. Cây này một cây dáng đứng nè, có là 1, 2, 3, 4 chi luôn cô chú ơi. Cây mã số 20 em giao lưu là 380 bao ship nha cô chú. Cây này giống như dáng trực vậy đó, 380 ạ. Thêm lên con này cũng dễ thương quá trời luôn nè, nhiều cái rễ quấn vào lấy nhau nè. Con này mã số 21 rồi cô chú anh chị, hoành cổ là hoành 23 luôn, sổ đế là 45. Con này là 240 nha cô chú anh chị, 240 bao ship cho mã số 21 nha. Con này siêu dễ thương luôn nha cô chú, rất là siêu dễ thương thiệt nha. Cái này là cây mã số 22 ạ. Có hoành cổ 23, sổ đế 40. Cây này mặt tiền cũng rất là đẹp đó cô chú anh chị ơi. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 280 bao ship thôi, 280 ạ. Cây này cây mã số 23 nha cô chú anh chị. Có cái cốt cao nè. Mã số 23 có hoành cổ 27, sổ đế là 45 luôn ạ. Tổng chiều cao của cây này là 1 m luôn á cô chú. Con này có cái mình rất là đẹp luôn á cô chú. Mình bên đây cũng đẹp nè. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình mã số 23 là 400k nha cô chú anh chị, 400k bao ship nha. Cây này về ghép rất là đặc phê luôn cô chú anh chị ơi. 400k cho mã số 23. Cây này cây mã số 24 nha cô chú anh chị, hoành cổ là hoành 21, sổ đế là 45. Cây này làm bonsai đẹp này cô chú anh chị ơi, lên cục hết trơn rồi. Cây này em giao lưu là 300k bao ship cho mã số 24 nha cô chú anh chị, 300k. Tiếp theo em lên một con quái một rễ siêu dễ thương luôn cô chú ơi. Mã số 25, hoành cổ là 20 luôn nha cô chú. Đó, trời, con này nó quái. Con này có sổ đế là 49 luôn cô chú ơi. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 230 bao ship nha. Mã số 25 là 230. Con này làm bonsai là đẹp lắm nha cô chú anh chị. Về cắt cái con này. Tiếp theo em lên mã số 26 rồi cô chú anh chị. Có hoành gỗ là 23, sổ đế là 55 luôn ạ. Con này cái tông rễ, hai rễ nó uốn éo vào nhau nè cô chú. Tông đứng được nha. Con này tông đứng nè. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mã số 26 là 320 bao ship nha cô chú. 320. Cây này là cây mã số 27 ạ. Có hoành cổ là 34 luôn cô chú ơi. Sổ đế là 40 à. Dán nó gì nè cô chú anh chị. Giao lưu với cô chú anh chị mã số 27 là nó 250 nha cô chú. 250 luôn. 250 bao ship cho cây mã số 27 ạ. Tiếp theo là em lên một cặp luôn cô chú ơi. Combo 2 cây. Tại vì mua một cây thì nó giá nó sẽ cao hơn mình mua một cặp nha cô chú, nên lên một cặp cho cô chú anh chị mình mua được cái giá hời luôn. Mã số 28 giờ gồm có một đôi tương tự nha cô chú. Có hoành cổ. Hoành cổ của hai con này là, nói chung là cây này là hoành 26 ha. Còn cây này là hoành 24 ha. 26 24 đó cô chú. Một cặp luôn nha cô chú, rất là dễ thương. Cây này em giao luôn mã số 28 một cặp là 250 nha cô chú. 250 đã bao phí ship luôn ạ. Giờ mình tập ghép rồi ok lắm nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cây mã số 29 ạ. Có hoành cổ là hoành 30, sổ đế là 40 luôn. Con này to nha cô chú anh chị, to mà bậy đặt luôn. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình 380 bao ship nha cô chú anh chị. 380 bao ship cho cây mã số 29, bày đặt luôn. Cây này là mã số 30 nha cô chú anh chị. Có hoành cổ 24, sổ đế là 40 luôn. Cây này mini dễ thương nè. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 240 thôi nha cô chú. 240 bao ship luôn. Cây này là cây 31 nha cô chú anh chị. Có hoành cổ là 19 à, sổ đế là 50 luôn ạ. Tại vì cái lưng nó dài nha cô chú. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 220 nha cô chú anh chị. 220 ạ, bao ship ạ. Cái thới nó rất là đẹp luôn nè. Tiếp theo em lên cây mã số 32 nha cô chú anh chị. Sổ đế là 26. Ồ, sổ đế là 40 chứ lộn. Hoành cổ 26, có cốt cao lên luôn nè cô chú. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200 bao ship thôi cô chú anh chị ơi. 200 thôi. Rất là dễ mua luôn. 200 bao ship cho mã số 32. Cái này là mã số 33 nha cô chú. Hoành cổ là 25, sổ đế là 45 luôn. Cái này có gù cục đẹp nè cô chú anh chị ơi. Cái mặt tiền rất là đẹp luôn á. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình 280 bao ship nha cô chú anh chị. Mã số 33 là 280 nè. Tiếp theo em lên mã số 34 nha cô chú anh chị. Có hoành cổ là hoành 24. Sổ đế của cây này dài nha, sổ đế là 50 luôn. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k nha cô chú anh chị. Cái dáng thế con nó cũng đẹp lắm nè. 300k bao ship ạ. Mình biết. Tiếp theo em lên cây mã số 35 nha cô chú anh chị. Có hoành cổ 25, sổ đế là 45 luôn. Cây này rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mà em bán chỉ có là 240 bao ship mà cô chú anh chị, do nó bị tét tiền nhỏ nè. Do nó bị nứt á. 240 nha cô chú anh chị cho mã số 35. Cây này là mã số 36 nha cô chú anh chị. Có hoành cổ 23, sổ đế là 45 luôn. Cây này bị mấy con chuột nó nhâm từ nhỏ như nè. Cô chú anh chị mà dở kéo da lại trơn, thay da mới rồi cô chú anh chị ơi, nên không sao. Đây mã số 36 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 280 cho một con quái nha. 280 rất là quái luôn, siêu quái luôn. Cây này cây to nha cô chú anh chị. Cây mã số 37 có hoành cổ 26, sổ đế là 50 luôn ạ. Con này chia tay đầy đủ. Con này cũng dáng đứng nha cô chú anh chị. Con mã số 37 nè, cái bệ của nó bự nha, hai cái chân của nó cũng bự lắm nha cô chú anh chị. Bậy với bự nè. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 nha cô chú. 450 bao ship cho mã số 37 ạ. Tiếp theo em lên mã số 38, có vành gỗ là 32, sổ đế là 40 luôn. Đây này to nha cô chú anh chị. Đây này em giao lưu với cô chú anh chị mã số 38 là 320 bao ship nha cô chú anh chị. 320 bao ship cho mã số 38. Tiếp theo em lên mã số 39, có vành cỏ là 31, sổ đế là 40 luôn cô chú ơi. Con này có nhiều rễ quấn quýu vào nhau nè cô chú. Em giao lưu với cô chú anh chị mình con này là 270 bao ship thôi. 270 à. Cho mã số 39. Rồi con này có bộ rễ lực nè cô chú. Mã số 40, hoành cổ là 30, sổ đế là 40 luôn. Con này rất là lực luôn á cô chú. Con này 300k nha cô chú anh chị. 300k bao ship cho mã số 40. Cây này mã số 41 này cô chú anh chị, hoành cổ 22, sổ đế là 45 luôn. Chia tay quá nhiều luôn cô chú ơi. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 160 bao ship nha cô chú. 160 bao ship ạ. Tiếp theo em lên cây mã số 42, có hoành cổ 31, sổ đế là 58 luôn cô chú anh chị. Con này hai bên mặt tiền nó như nhau rồi cô chú anh chị ơi. Mặt tiền y gan nhau à. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình 300k cho mã số 41 nha cô, 42 nha cô chú anh chị. Mã số 42 là 300k. Cây này là cây mã số 43 nha cô chú, cây này nặng này nha. Có hoành cổ 33, sổ đế 45, tổng chiều cao là 1m luôn cô chú. Cái bệ nó rất là đặc nha cô chú. Cái cốt nó cũng cao, nó cốt cao và to luôn, bệ đặc luôn. Con này em giao lưu là 400k bao ship nha cô chú. 400k bao ship luôn cho mã số 43. Cây này mã số 44 này cô chú anh chị, có hoành cổ là hoành 23, sổ đế là 45 luôn. Cây này cái dáng đẹp nè cô chú. Dáng rất là đẹp. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k bao ship cho mã số 44 nha cô chú. Tiếp theo là mã số 45, có hoành cổ 24, sổ đế là 45 luôn ạ. Cây này có cô chú anh chị nào thích giáp tàn lùa nè. Cây này em giao lưu chỉ có 200 nha cô chú. 200k bao ship ạ. Là cây 45. Tiếp theo em lên cây mã số là 46, có hoành cổ 24, sổ đế là 55 luôn ạ. Con này tầm cao rồi cô chú anh chị ơi, sổ đế tới 55 luôn. Cây này em giao lưu chỉ có là 240 nha cô chú. 240 bao ship rất là dễ mua luôn. Hôm nay cây nào cũng dễ mua hết trơn cô chú anh chị ơi. Mã số 47 nha cô chú, hoành cổ là hoành 25, sổ đế là 50 luôn ạ. Ôi con này có ba cái tay ở trên đẹp quá nè. Dáng thì dáng đứng nha cô chú anh chị, có cái cốt đi lên nè. À con này bị chày hả? À con này bị chày trong quá trình vận chuyển nha cô chú. Ổn quá. Con 47 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k nha cô chú anh chị, 300k nha. Con này ghép lên là đẹp dữ lắm luôn. Con này mã số 48 này cô chú anh chị, hoành cổ là hoành 24, sổ đế là 43 luôn. Con này cái dáng nó lạ quá à. Mà được cái là cái mình của nó đặc này cô chú anh chị. Gồm có nhiều cọng rễ với nhau nhưng mà mấy cọng rễ này đang xen vào nhau cũng đặc lắm nè. Cái này là 240 bao ship nha cô chú anh chị, 240 bao ship cho mã số 48 luôn. Cái này mã số 49 à. Hoành cổ 23, sổ đế là 56 luôn ạ. À. Con này cái tông lạ mắt nè cô chú. Giao lưu với cô chú anh chị mình 220 bao ship. Cái con này giống như cái lò xo vậy đó. 220. Con này mã số 50 nha cô chú anh chị. Hoành cổ 24, sổ đế 40 luôn. Con này con to nha cô chú anh chị. To mà em bán giá hữu nghị luôn. Chỉ có là 350 rồi cô chú anh chị ơi, 350 bao ship. Cây này cũng dáng đứng nè cô chú anh chị, đứng rất là vững luôn. Mã số 51, hoành 24, sổ đế là 43 luôn. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng chỉ 200k thôi nha, 200k trong con dáng đứng nha. Con mã số 52 nha cô chú anh chị. Hoành cổ là hoành 25, sổ đế là 45 luôn. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình chỉ có 170 thôi nha cô chú anh chị. Mã số 52 là 170 bao ship luôn. Con này mã số 53, có hoành cổ là hoành 25, sổ đế là 53 luôn cô chú anh chị ơi. Con này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 220 bao ship nha. 220 bao ship cho con mã số là 53. Tiếp theo là lên một cặp luôn cô chú anh chị ơi. Đây một cặp luôn. Đây là một cặp cúc cao nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao của nó là tới 1 mét luôn đó cô chú anh chị ơi. Một cây thì có hoành 21, còn một cây thì có hoành cũng 21 luôn. Nói chung hai cây này như nhau á. Sổ đế của nó là từ 40 đến 45 đó cô chú anh chị. Đó, một cặp luôn nha cô chú anh chị, rất là dễ thương nè. Cây này em giao lưu là 250 bao ship cho một cặp nha cô chú anh chị. Cho mã số là 54. 250 cho hai cây luôn. Đúng rồi. Cũng nặng lắm chứ bộ. Rồi. Cô chú anh chị mình dễ mua luôn. Tiếp theo em lên mã số 55 luôn ạ. Cũng là một cặp luôn nha cô chú, nhưng mà một cặp này được cái là cặp quái nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà thích cặp quái bonsai thì chốt con này nha, mã số 55 nha. Một con có hoành cổ là 19 nè, một con có hoành cổ là 21 luôn. Sổ đế là 35 đến 45 luôn á cô chú, con này 35, con này 45 nè. Mà cái mình quái nha cô chú anh chị. Cái cặp này cô chú anh chị chốt thì em bán cái giá cũng dễ mua lắm, 300.000 ạ. 300k bao ship cho một cặp quái. Mã số 55. Nha. Rồi. Đây một cặp luôn cô chú anh chị ơi. Một cặp này cô chú anh chị mà không mua được là uổng lắm nha. Cặp này chỉ có là 200k cho mã số là 56 nha cô chú anh chị. 200k. Cặp thì có hoành 19, còn cặp có hoành 21 luôn. Sổ đế là 40 á cô chú anh chị. 200k cho mã số 56. Mã số 56 cũng kết thúc clip ngày hôm nay của nhà vườn em. Chúc cô chú anh chị năm mới làm ăn phát tài phát lộc nha cô chú anh chị. Tuy là cuối năm nhưng mà em chúc trước nha cô chú. Dạ em xin cảm ơn ạ. Rồi em cảm ơn chị Hương Đoàn nha. Mến chào bà con. Chúc bà con mình xem clip thật vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình những clip tiếp theo vào năm tới nha. Bye bye bà con ạ.